Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ăn chia 100.000 tóc cần CCTN nha bạn. Các bạn click vào phần link thứ nhất của mình, đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmart. Đầu tiên các bạn click vào Register, mình đăng ký email, password rồi nhập, nó gửi em cái mail của bạn, lấy mã code mà nhập vào là đăng ký xong, ok nha các bạn. Đăng ký này quá dễ rồi. Rồi mình hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện nha các bạn. Các bạn nhấp vào cái phần 100 USD nè. Các bạn lưu hình ảnh này lại nha các bạn. Tải hình ảnh xuống nè. Rồi các bạn tải em cái hình ảnh nha các bạn. Nào chương trình iGate nè các bạn. Sell the Butter You Album là mình lưu luôn nè. Bot. Rồi các bạn bot một cái các bạn copy cái đường link này nè các bạn. Copy cái từ dòng chữ sờ pin này tới chữ đờ link này các bạn copy khúc này nha các bạn. Copy tới chữ nợ z nha các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn sao chép. Rồi các bạn nhấp vào đường link này các bạn. Phan các bạn, đường link thứ hai cũng vậy à? Phan các bạn chào chính các bạn. Sell test đưa bot lên. Rồi các bạn chia sẻ lên Twitter, Facebook, Telegram các bạn. Mình chia sẻ lên Twitter các bạn. Các bạn muốn chia sẻ lên Twitter, Facebook, Telegram gì cũng được mà mình chia sẻ trên Twitter các bạn. Các bạn chọn chút cho mình mở Twitter lên để tham gia sự kiện các bạn, để làm sự kiện các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình các bạn. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Các bạn đăng lên một bài nha các bạn. Các bạn vào một hồ sơ nè. Lộn rồi các bạn. Để mình đăng các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào dấu cộng hình cây lông gà nè các bạn. Các bạn nhấp vào hình cái một ảnh của mình các bạn, phải ảnh các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Giá đường link nãy vô nha các bạn. Rồi các bạn đăng lên nha các bạn. Bạn nhận chút nha các bạn. Rồi mình đã đăng rồi các bạn. Trường hợp bạn bỏ lỡ. Rồi bạn vào trang chủ mình nha các bạn. Vào hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn copy cái đường link này nha các bạn. Rồi bấm vào chia sẻ các bạn. Bạn vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đến thiên kết thay word nè. Mình test lại rồi nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra dòng thứ ba là Color, Line và Reweet. Rồi các bạn chia sẻ cái bài nãy Line và Reweet nữa nha các bạn. Line và Reweet và Sell. Rồi các bạn vào phim phải không? Chuyển bao Google.
Rồi dòng đầu các bạn điền phơm nha các bạn. Câu trả lời của bạn đầu tiên là user login, username. Bạn ghi cái đầu tiên thì các bạn ghi cái email cũng được, mà cái username cũng được, mà cái số điện thoại các bạn đăng ký cái sàn bitmart.com hồi sớm mình làm phần link đầu tiên các bạn cũng được. Thôi mình ghi email đi, à, cộng ảnh Nhân Quỳnh. Quỳnh là mình gọi cái sao là cái email luôn các bạn. Rồi anh Nhân Quỳnh luôn. Video account media. Rồi cái này là cái username của media của bạn các bạn. Khoan, để mình nhấp vào. Media của mình để mình qua mình lấy cái username media mình ha các bạn. Các bạn chụp màn hình lên các bạn. Các bạn lướt xuống đây chụp cái hình một 10.000 ăn kia 10.000 cái CCC này nè. Đang gỡ ảnh cho nó các bạn. Các bạn chụp màn hình lên nè. Comment like vài cái comment cho nó luôn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn. Rồi sao chép đến thay word nè. Rồi các bạn mở cái link form này nha các bạn. Link form này nè các bạn. Rồi bạn điền 10 mẫu nha các bạn. Câu trả lời là các bạn copy cái account. Giờ các bạn dán đường link nãy vô nha các bạn. Rồi dòng độ các bạn ghi mail nha. Anh Nhân Quỳnh 1531.com. Anh Nhân Quỳnh 1531.com. Sau khi sự kiện kết thúc nó sẽ trả tốc cần về cho bạn, về cái sàn Bitmart nha các bạn. Bạn đăng ký cái sàn Bitmart mới được nha các bạn. Mới tham gia chương trình này đã được chọn tự thiết bị nè. Bạn vô tạch nha các bạn. Rồi bạn chọn vào hình này nha các bạn. Rồi bạn bấm tải lên nha các bạn. Rồi bạn bấm nút gửi nha các bạn. Rồi vậy chương trình này góp mình kết thúc các bạn. Vì là hoàn thành các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.